Xin chào các bác và các anh em. Ngày hôm nay thì em có nhận được hai chiếc vang số của hai bác khách. Trong đó có một chiếc vang số của hãng BTE X6 Wi-Fi. Thì chiếc vang số X6 Wi-Fi này là một chiếc vang số mà chủ nhân là làm âm thanh sự kiện, âm thanh cưới hỏi. Thì em đã làm xong chiếc vang số này cho cái bác khách này. Và cấu hình ở trên máy tính thì như các bác anh em nhìn thấy thì em vẫn sử dụng bốn cấu hình cơ bản. Nhưng mà chiếc vang số này thì có sử dụng một cái chế độ là FXR. Và chủ nhân thì cũng có một cái yêu cầu đối với em là hạn chế cái việc rút zip, bởi vì là chủ nhân đang dùng hệ thống loa dây. Loa dây, một cái hệ thống mà loa mà về cái phần âm trung cao và cái phần âm chép là rất là sáng, rất là rõ. Thì bây giờ em sẽ alo ở các cái chế độ ở trên mic để cho các bác anh em nghe. Và đây là cái giải Pfizer của cái cấu hình sáng tiếng. Thì em cũng giảm tương đối nhiều ở cái giải trung cao và cái giải chép. Nhưng mà cái chất âm về cái phần âm trầm và âm trung trầm vẫn có cái độ này. Và cái âm trung cao sáng, âm chép thì cũng rất là dịu, rất là tơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mic thì em dùng đây, cái mic này đây. Mic loại rẻ tiền thôi mà cũng hơn 2 triệu thôi. Bây giờ em mới gọi cấu hình gọi là tối tiếng, tức là một cái cấu hình mà dành cho những cái bộ dàn mà cái chất âm là nó không được sáng. Đây là cái cấu hình mà cấu hình tối tiếng. Thì cái giải Equalizer nó như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tí nữa thì em sẽ thử cái độ rú rít khi mà em đứng gần loa. Còn bây giờ em sẽ thử các chế độ này để cho chú em này chú ý nắm được. Và bây giờ gọi cái cấu hình gì vọt ra. Thì đối với cấu hình gì vọt, đây là cái giải Equalizer của phần mic đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì đối với cấu hình gì vọt thì cũng có cái sự can thiệp của cái giải trung và cái giải trung cao và giải chép. Và bây giờ là một cái chế độ vừa là effect vừa là định giọng. Nếu như trên cổng GL thì là chế độ định giọng. Và trên cổng Canter và cổng số dao, tức là chúng ta sẽ sử dụng cái tín hiệu echo cổng Canter và cái tín hiệu revert ở cái cổng số dao để mà line sang cái bàn mixer, để chúng ta có thể là pha chế trên bàn mixer để tạo ra cái hiệu ứng echo và revert. Đây là cái chế độ nịnh giọng ở trên hai cổng GL và cổng sâu dao và cổng Canter là cái chế độ mà có thể là line sang bàn mixer để mà tạo nên cái hiệu ứng ở trên bàn mixer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì bây giờ em sẽ quay trở lại với lại cái cấu hình mà sáng tiếng. Và em sẽ đứng ở cạnh loa để cho các bác anh em thử đánh giá xem là cái phần rú rít thì nó như thế nào. Đây là mic em đang cầm trên tay và đang sử dụng một đôi loa. Trong đó có một bát 30 tép kèn và một chiếc loa bát 25 tép kèn. Và hiện giờ em đang dí ở cỡ ly. Hiện giờ là cỡ ly cỡ khoảng độ 30 phân ở chiếc loa bát 30 này. 30 phân, đây là 30 phân, khoảng 30 phân, tầm 30 phân dí vào chiếc loa bát 25 này là 30 phân. Đây, bát 25. Bát 25 30 phân. Và em đang đứng ở đây. Em mới bật cái này lên để cho các bác anh em. Hiện giờ em đang đứng ở gần loa đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em đang gọi là tựa vào loa luôn. Tựa vào hai chiếc loa này luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Thì đây nó là một cái mà em cũng đã chia sẻ với lại các bác anh em rất là nhiều. Tức là khi mà chúng ta căn chỉnh cái giải quay dơ ở trên mic ấy, thì đối với em thì cái giải quay dơ trên mic như các bác anh em nhìn thấy thì thường thường là em giảm. Em giảm và em tìm được các cái điểm mà để mà thúc đẩy được cái hiệu ứng trong đó có cho gì vợt để cho cái chất âm mic nó có độ nảy của cái âm trầm và trung trầm, và làm cho cái âm trung của chúng ta nó có cái độ dịu và âm chép nó có độ tơi, độ sáng. Thì đấy nó cũng là một cái mà khi căn chỉnh các bác anh em mà lưu ý. Như vừa rồi các bác anh em cũng đã nhìn thấy là em dựa người vào hai chiếc loa luôn và cũng không có cái hiện tượng rú rít. Và bây giờ em sẽ chuyển sang cái chế độ dì vợt và cũng dựa vào loa để cho các bác anh em xem thế nào. Đấy, đây là cái cấu hình dì vợt này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và bây giờ em cũng dựa vào loa luôn. Đây, em đang dựa vào hai cái loa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rất là gần. Thế thì cái rú rít này thì nó còn liên quan đến nhiều vấn đề. Nó thì vấn đề về hiệu ứng, trong đó có hiệu nghĩa cho dì vợt, vấn đề về quay dơ, rồi các cái vấn đề về môi trường xung quanh nữa, rồi các cái thiết bị như là mic, loa, cục đẩy, nó có nhiều vấn đề. Thì qua clip hôm nay thì là em vừa làm để cho cái chú em mà chú ấy gửi chiếc phang số BTE X6 này gửi lên cho em để em căn chỉnh, thì chú cũng thấy được rằng là em đã làm xong cho chú ấy và chú có thể yên tâm để chú sử dụng. Bởi vì là đối với người làm dịch vụ thì cũng rất là quan trọng kiếm cơm kiếm gạo, cho nên rằng là khi mà thiết bị của mình mà nó không tốt thì nó cũng không đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng, thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề mà khách khứa doanh thu, cho nên rằng là em cũng cố gắng làm tốt để cho chú này chú sử dụng một cách mà nó hiệu quả. Thì qua cái clip này thì em cũng vừa là để giới thiệu để cho chú ấy, có thể là xem để chú yên tâm. Hai nữa là như vậy là các bác mà có thể là như vậy là áp dụng những cái phương pháp của em trong vấn đề căn chỉnh equalizer cũng như là cái phần effect để cho nó có hiệu quả hơn.